Rồi vô trong đây ngồi luôn nè, đó. Ngồi cái đó đó, ừ. Trời ơi lâu quá mới thấy. Cha cha. Nhớ không, nhớ không, cha gồng nhớ không? Chạy chạy xì bo mà lần đầu tiên đến mình còn ngồi vỉa hè đó. Đúng không, đúng không? Em đúng không, đúng không? Để chưa, tôi nhớ dài. Đúng không, nhớ không? Không có điện số xung led nè. Không có bệnh đâu, không có chết được sợ. Em bị sida. Ôi bậy luôn. Nói nghe nè, bị sida không bao giờ lây qua đường ăn uống đâu em à. Chị Thi có mặc áo ngực không? Ai nhắn tin vậy? Trên trên. Trên trên mẹ cho ăn thử này là ngon lắm Trinh. Ăn thử có ngon không? Ngon. Cái này gọi là cái gì nè? À, coca. Cái gì? Cacao. Cacao. Để tí xíu, nè. Pi ơi, 2 phần bánh. 2 phần bánh Pi ơi. Em yêu. Trời ơi, lại có người cúng dường nữa rồi. Tại vì người ta không uống nữa, người ta không muốn uống nữa, người ta mới gửi cho các thi á mọi người. Đó. Trời ơi. Nè cha đem vô tủ lạnh giùm cho mẹ. Để vô tủ lạnh giùm cho mẹ. Không, để vô tủ lạnh cho mẹ. Đó. Chút sau là một lát mẹ vô mẹ đút tụi con ăn nha. Mặt đẻ ra quá trời tôi khổ. Hồi đó tôi mới đẻ đứa đầu tôi cũng khổ muốn chết vậy đó. Đẻ đẻ mổ quá. Đẻ đứa đầu đẻ mổ quá chị. Đẻ mổ. Tại vì biết sao không? Một cây tử cung hai cái buồng trứng của em á. Nó không có điều như người ta. Đó rớt rồi đó, con này con ngựa này nè. Hả? Bây giờ hả? Em đẻ ra cầu trăm trứng rồi đó. Thiệt á. Trứng gì vậy? Để gì? Hả? Để gì? Trứng nở ra con chứ trứng gì mẹ? Mẹ tưởng trứng cút hả? Hai con ngựa. Đã bánh bèo hỏi xéo sắc bd nữa. Người ta nói có bầu thì biết có bầu thôi. Hỏi chi sâu xa vậy? Nè, mới mốt lớn lên đi. Bây giờ mấy bà thử có bầu coi thì sao. Bây giờ chưa có biết đâu ha, mang bầu đi rồi khổ cực. Giống như chị xưa nè, mang bầu sinh đôi. Mà mang bầu con Ngọc Quyền đứa đầu á, khổ lắm. Mà mang bầu chị hai nó còn khổ nữa, mang bầu Hợp Tư Thoại á. Tại nó có cái mỏ hô á chị, nó cào cái bụng hoài hà. Khổ lắm. Hả? Ai hãm dạ? Thiên Hạ Bá Quang. Nó hãm tập thể được chưa? Sao hỏi sâu xa gì hay là muốn hãm? Kêu YouTube nè. Không, em thích chị. Trời ơi. Tao hãm mày quéo kim luôn á. Hãm mày là quéo cái kim tao mai đồ luôn đó. Trời ơi trời. Nghĩ sao muốn bd hãm nó. Con ngựa. Mơ đi ha, mày ngủ đi. Phi luôn bà Thi là có phi luôn. Chị ơi, một coca, một hai phô mai que. Một coca, một hai phô mai que. Hả? Một coca. Một cái hai phô mai que. Mày giọng gái đó hả? Dạ chưa ba. Dạ được rồi chị ơi.
Mày né, mày né cái từ BD ra được không? Hai con quỷ, hai con ngựa. Nè, Diễm Chinh nổ đó mọi người. Các thầy hay nhắc Diễm Chinh nổ là con này nè. Đây, đây con này nè. Dễ thương quá trời hả? Ờ, lấy nó về đi, nó quăng cho hai trái lựu đạn chết mẹ cho rồi. Nó chúa nổ đó. Hả? Ở đây tụi em có kinh doanh thêm đồ ăn nha. Có rong biển sấy khô, rồi trái mơ, bánh tráng, rồi có khô gà, có cái gì nữa? Người ta gọi là gì? Không, cái gì đó. Xíu muội, xíu mội. Rồi có rong biển sấy khô, rồi có nhang sấy khô nữa. Có ai mà muốn cần nhang sấy khô thì alo nha, bó 30. Hả? Cưng là ăn nguyên mâm cúng á, hiểu không? Con ngựa nói giọng con gái đi chị. Chị chào em. Hello, chị chào em. Chào đón mọi người đang đến kênh Diva Khắc Thi Official. Ờ, ok, có cha rồng ở đó không chị? Chị nói chuyện mà em mắc địch quá. Các thi cái miệng quá trời. Hello mọi người, hello anh Y Huy. Anh Y Huy mọi người ơi, anh Y Huy là người làm đồ đi diện rất là xuất sắc nha. Có chị sấy khô không? BD sấy khô hả? Ngồi không em? Ngồi đây phải không? Ngồi đây phải không? Ăn nãy giờ, bây giờ là đi gì hả? Ờ, kêu nó bán đi. Em có ăn BD thui không? No rồi hả? Còn em ăn vú dây nướng không? Em ăn cho. Thôi má má, cái gì cũng có cái miệng của má hết đó. Diễm Trinh ơi, tao lại mày. Cái gì nó cũng đòi ăn hết á. Và đặc biệt những anh gì con? Ba phần bánh tráng trộn hả? Hay là ba phần vú dây nướng? Người ta vừa nói cái câu vú dây nướng chưa dứt câu mà nói ba phần. Bây giờ là con muốn mua cái gì? Ba phần bánh tráng trộn. Rồi, vú dây nướng bị lợi lúc đầu, ba phần bánh tráng trộn. Đó. Mọi người ơi, khách càng ngày càng đông thì mọi người lưu ý mình ngồi chơi đừng có địch nha. Tránh trường hợp nha. Mấy phần vậy em? Hai phần đem về nữa. Trời, em bịt khẩu trang chị không biết em BD luôn á. Hello, Lý Văn Khiêm, hello em. Em muốn ăn BD thui này chị, gọi em ra Chí Hòa em ăn luôn nghe. Hôm nay chị có mặc áo vú không? Kệ mẹ chị. Em đừng có hỏi. Chị muốn mặc cái gì kệ chị. Trời ơi trời, nó hỏi mấy câu độc quyền không à. Bữa qua đợi chị gần 10 giờ. Ừ, chị đi công chuyện á em. Chị khỏe không? Khỏe, chị đang rất là khỏe. Thiệt là đáo để. À, các thi địch một cái giải tán đám đông. Cù lặng, hello em. Rồi. Diệm Trinh của bánh tráng cuốn em, Diệm Trinh. Ủa bánh tráng cuốn à, hết rồi hậu. Kêu đem qua 10 hộp, 20 hộp đi. Hết luôn phải không? Ừ, bánh tráng cuốn đắt lắm. Bánh tráng cuốn á. Mọi người ơi, mọi người muốn ăn bánh tráng cuốn này, mọi người lưu ý, mọi người điện thoại trước nha. Điện thoại qua số điện thoại 0937437060. Còn đâu điện thoại qua 0273272727. Chở nó vô chợ gãy vào lầu số 3, phòng số 9, giường số 15 nha. Chào chị Chí Hùng. Không có chị nào chị Chí Hùng hết á mẹ. Một là chị Cách Thi. Chị mà chị Chí Hùng nói chuyện lạ đời lộn ngôn không à. Các thi xấu quắc. Tôi có đâu nói tôi đẹp đâu. Chị có mặc áo ngực không chị? Dạ chị khẳng định với em một điều. Chị là gái nít na nha là không. Giờ em chạy qua nha. Ok em, chạy qua đi chị ngồi chị đợi nè em. Chị qua chị đợi em nè. Hàng tiễn quá nè.
Ôi, uống hết từ từ, từ từ, em uống hết rồi. Ai có vô wifi không? Cắt thi 1, 2, 3. Cắt thi Hoàng Kim 1, 2, 3. Cắt thi Hoàng Kim gì mẹ mẹ. Cắt thi 5G. Đi ba cắt thi 1, 2, 3. Gì? Cái bên kìa, cái bên găng đi má. Đây nè, mới làm xong nè, đẹp không? Chị bác là đi ba chí Hùng 1, 2, 3 đúng không? Đúng rồi em. Mày cứ bấm đi. Bà nội mày. Chị đó, hình chị đó hả? Đó, hình chị hả? Đó, hình đó. Mới vừa làm cái tấm hình xong nè. Mọi người để quay cho mọi người coi. Mới làm cái khung hình xong. Hình chị đó, chị. Đó, mới vừa làm hình xong nè. Đó. Những cái tấm hình mà các thầy đã làm rất là hoàn chỉnh để phục vụ cho mọi người. Hả? Ôi ghê quá cha cha cha, hung cha méo mỏ đó cha. Đây các thi sao à? Quay cái số điện thoại mọi người nè, đây. Mẹ.